Hello, xin chào mọi người. Chào mừng đã trở lại Q&A Crypto. Trước khi đi vào nội dung chính của video tuần này, thì chúng ta cùng nhau điểm qua một số các cái sự kiện trong tuần vừa rồi các bạn nha. Cái tên FTX và Sam Bankman-Fried vẫn là tâm điểm của thị trường khi bắt đầu có những tình tiết phức tạp hơn được phanh phui. Tổng tài sản của sàn này hiện tại chỉ 900 triệu đô la, thấp hơn nhiều so với số nợ mà họ khai phá sản khoảng 9 tỷ. Mối quan hệ của Sam với người đồng cấp CEO Alameda Caroline Ellison, thì hai người thì được cho là đã có tình cảm với nhau trong một thời gian và cơ duyên để Sam có thể tiếp cận được với chủ tịch SEC Gensler xuất phát từ cha của cô nàng này. Một số thông tin liên quan đến con đường chính trị của Sam cũng được là moi móc, tuy nhiên thì tất cả đều dừng lại ở nghi ngại và chưa có cái căn cứ. Một số sàn giao dịch lớn hào hứng tham gia vào phong trào SAFU của CZ đua nhau đưa ra các cái báo cáo về quỹ dự phòng của mình. Tuy nhiên thì từ đây cũng lòi ra một số vấn đề làm giả số liệu như là ở crypto.com, gay.io hay là kể cả là Huobi. Thì điều này làm cho thị trường là thêm một cái phen hoang mang nữa các bạn. Nói ám ảnh mang tên ngừng rút tiền của các cái nền tảng lớn như là BlockFi, Gemini, Genesis thì các lý do thì họ cũng đưa ra là xem nhau. Đó là thị trường biến động quá mạnh. Nhưng mà thực tế thì team mình nghĩ thì đây là do họ có cái mối quan hệ với FTX. El Salvador và Justin Sun thì cũng tuyên bố cái chiến dịch DCA của mình khi là mua một ngày thêm một Bitcoin. Bên cạnh đó thì CZ cũng trở thành thánh con kèo khi kêu gọi người dùng rút tiền về ví. Thế là hàng loạt các token ví tự dưng không cảnh mà bay ngút trời. Một điểm sáng le lói trong tuần này đó là thời điểm cận World Cup thì các cái fan token thì cũng có một cái cơ hội để mà tăng giá. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn nào mà có chơi theo trend đã có lời thì tranh thủ bán trước cái trận chung kết. Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ cũng có các cái kết quả tạm thời thì nghiêng về đảng Cộng hòa. Trong khi đó thì cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tuyên bố là trở lại đường đua vào Nhà Trắng. Một điều lưu ý với các bạn đó là cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thì không có thích crypto cho lắm. Ok. Và rất nhiều thông tin khác được team chia sẻ thông qua các cái video tin tức cũng như là video chia sẻ nhận định ở trên kênh của mình. Các bạn có thể theo dõi các video đó trên kênh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau Q&A crypto tuần này. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Emily. Bạn hỏi là CPI thì ảnh hưởng như thế nào đến thị trường crypto? Vâng, cảm ơn bạn. Thì như chúng ta cũng đã biết thì trong thời gian vừa qua, theo các cái dữ liệu cho thấy thì đường giá của các cái tài sản kỹ thuật số nói chung và Bitcoin nói riêng thì có xu hướng là đồng pha với thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ. Và đây là điều là những cái dạng đầu tư mang tính rủi ro rất là cao. Để mình giải thích một tí cho bạn hiểu nè. CPI là chỉ số giá tiêu dùng. Nó phản ứng cái mức thay đổi tương đối của giá hàng tiêu dùng theo thời gian. Cái chỉ số này thì nó dùng làm căn cứ để mà tính toán lạm phát của nền kinh tế. Khi mà chỉ số này tăng thì lạm phát tăng, chỉ số này giảm và ổn định thì lạm phát giảm và ổn định. Rồi, đi sâu hơn chút xíu này nha. Nếu CPI cao hơn tháng trước hay là cao hơn dự đoán gì đó, có nghĩa là lạm phát vẫn còn. Ok, khi lạm phát còn thì lãi suất tăng. Mà lãi suất tăng thì sao? Thì tiêu xài nó giảm lại, thì đầu tư nó giảm lại. Đó, thì là giá cổ phiếu nó giảm. Bạn nghe kịp không? Và ngược lại, CPI nó giảm thì lạm phát có dấu hiệu chậm lại hoặc giảm theo. Ok, thì từ đó lãi suất cũng giảm luôn. Thì kinh tế thì ngon lành trở lại, thì chi tiêu tăng, thì đầu tư tăng. Ok, năm nay vậy ha. Mình ví dụ như là ngày 10 tháng 11 vừa qua, vì cái chỉ số CPI nó giảm còn 7,7% so với tháng trước là 8,2%, mà dự báo thì cũng chỉ có 8% thôi, thì điều này làm cho thị trường tích cực và Bitcoin cũng tăng hơn 3.000 giá ngay trong cái ngày hôm đó. Đó, vì thị trường người ta tin là Fed sẽ bắt đầu giảm nhiệt lãi suất, thay vì 75 điểm thì sẽ còn 50 điểm thôi. Điều này làm cho thị trường có xu hướng sum tụ trở lại, tâm lý con người ta thì cũng dễ bỏ tiền để đầu tư nhiều hơn, giá cổ phiếu chứng cháo cũng tăng và crypto cũng hăng ké. Ok, vậy ha. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Roro Noah Soro. Mình nghĩ đây không chỉ là một cuộc đào thải của những cá mập, mà nó còn khơi mào cho một cuộc chiến về pháp lý về sau. Chắc chắn thị trường sẽ còn gặp nhiều biến cố khi mà SEC và chính quyền Mỹ bắt đầu vào cuộc gắt gao.
Trong bất kỳ cuộc chơi tài chính nào, sự minh bạch hoàn toàn là điều không thể có, kể cả Binance. Chủ yếu là ai che đậy tốt hơn ai mà thôi. Bitcoin chắc chắn sẽ còn tiếp tục một cái chuỗi ngày đen tối. Cảm ơn bạn Zero đã gửi về chương trình một cái bình luận rất là hay, và team cũng sẽ có một số các cái nhận định về vấn đề này. Chúng ta cùng nhau thảo luận mọi nha. Như ở các cái video trước đó trên kênh thì team cũng đã có những cái nhận định vấn đề dẫn tới sự sụp đổ của FTX có thể bắt nguồn từ những quy định lỏng lẻo về mặt pháp lý đối với thị trường crypto. Do đó sau sự cố FTX thì SEC và các quốc gia khác sẽ mạnh tay hơn trong việc xây dựng hành lang pháp lý để ràng buộc và quản lý các nền tảng có liên quan đến crypto. Thực ra thì kịch bản kêu gọi của chủ tịch SEC nếu như xảy ra thì mình cũng tin rằng đó là sẽ là một cái điều sẽ tốt hơn cho nhà đầu tư thôi. Mặt khác thì theo cá nhân của mình thì mình hoàn toàn đồng ý với bạn về việc là trong tài chính thì sẽ không bao giờ có sự minh bạch 100%. Thì các bạn có thể thấy qua hai lần sụp đổ của các cái thể chế như là Luna hay lần này là FTX thì chúng ta có thể thấy là dù họ có cam kết thế nào hay là mạnh mẽ đến đâu thì đến lúc mà lâm trận á thì cũng không thể thoát khỏi cái cảnh là màn trời chịu đất. Ở một cái góc độ khác thì khủng hoảng thanh khoản không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực crypto đâu mà còn trong tài chính truyền thống. Các bạn có thể cùng mình nhìn về quá khứ một chút thì có ai ngờ tới một cái kịch bản khủng hoảng như năm 2008 khi hàng loạt các cái ngân hàng lão làng tại phố Wall lại lâm vào cái tình thế vỡ trận, đến một cái dẫn đến một trong những cái cuộc đại suy thoái là thảm khốc như lịch sử. Còn về Binance đó thì có che giỏi tốt hơn FTX hay không thì mình cũng chưa dám khẳng định. Tuy nhiên thì ở trên thì mình có nói đó, Luna và FTX ban đầu thì cũng rất là mạnh miệng, cũng đưa ra bằng chứng rồi cũng cam kết các kiểu, nhưng cuối cùng thì sao, bùm một cái đi bụi cả đám, để mất tiền cả đống. Do đó thì một điều mình có thể khuyên hoặc khuyến khích các bạn là khi chơi trên bất cứ nền tảng nào mà không riêng Binance thì dùng tiền cho đúng mục đích. Ví dụ như là trade thì có thể để, còn như mua coin để hold thì tốt nhất nên rút mua xong rồi rút về ví cho mình cho nó chắc. Bạn Tinh Thanh có gửi về chương trình câu hỏi vừa xem tin tức vừa earn token là một chuyện vô lý, lợi dụng việc ít kiến thức của người mới để lôi kéo lấy view là chính, còn về nội dung thì rất là ok, rất là chỉnh chu. Cảm ơn bạn. Nếu như bạn Thanh đã tham gia thị trường một thời gian đủ lâu thì khi bạn để ý cái việc earn token của các cái dự án á, của các cái trend gần đây, nó có một cái điểm chung, đó chính là khuyến khích những cái hoạt động rất là bình thường, rất là đời thường của mọi người để mà earn token. Như là như bạn thấy là đi shopping hay là chạy hay là hát hò hay là chơi game, thì ở đây xem video cũng tương tự thôi bạn. Ở đây để mình giải thích thêm với bạn xíu, việc để cộng đồng tham gia xem video và nhận token nó chỉ là một cái giai đoạn đầu của team khi các cái token hiện tại đang được là cho earn miễn phí. Hình thức là xem nè, điểm danh là mời mọc, thì từ đó các bạn có thể sở hữu một cái lượng token CLV, bạn chữ ở đó đi mà đâu có mất mát gì đâu đúng không. Mai mốt team có mở dịch vụ gì đó thì bạn lấy ra bạn xài, hoặc là bạn trao đổi lấy cash vô tư. Lưu ý đây là phần thưởng dành cho bạn, còn việc bạn có tin và bạn có nhận hay không thì là do bạn, team không có ép hay là cổ xí gì hết á. Chỉ cần bạn xem video của CryptoLeadsVN làm hàng ngày, tích lũy bổ sung tin tức kiến thức cho chính bạn là chúng tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Ok Thanh nha. Bạn Lê Minh Hoàng có đặt câu hỏi, mình có thắc mắc là CryptoLeadsVN dựa vào cơ sở nào để đưa ra những cái nhận định như những cái video, từ sự kiện quá khứ, chu kỳ giá hay là dựa trên cơ sở nào. Cảm ơn bạn. Đội ngũ CryptoLeadsVN tham gia và trưởng thành trong thị trường tài chính cũng như là thị trường crypto từ những năm 2015. Đây là cái mùa đau chen thứ hai mà chúng tôi đang trải qua cùng với các bạn. Từ đó thì chúng tôi có rất nhiều các cái kinh nghiệm từ những cái lần va vấp với thị trường, những cái lần mà có lợi nhuận, và cũng từ những cái lần mà chúng tôi thất bại trong cái việc đầu tư của mình. Chúng tôi muốn chia sẻ lại những cái kinh nghiệm đó đến các bạn, đặc biệt là những cái bạn mới, để các bạn có được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cũng như là những cái góc nhìn, từ đó có thể có những cái quyết định tốt hơn trong việc đầu tư của mình. Mặt khác thì những cái video hay là những cái bài viết chia sẻ nhận định đều lấy từ các cái nguồn uy tín và các cái sự kiện có thật. Tuy nhiên thì
không có gì là chắc chắn. Ngay kể cả những cái trang lớn, những cái tờ báo uy tín lớn thì họ cũng không có 100% những cái gì là chắc chắn. Thành ra là ở trong những cái video nhận định của chúng tôi đều có gắn nhãn là cảnh báo với cộng đồng của mình là tất cả các bạn chỉ nên tham khảo và không được xem đó là một cái lời khuyên đầu tư. Bạn Long Trần có một bình luận là mà team thấy khá là hay. Thị trường chứng khoán trưởng thành từ hàng trăm năm trước còn bị xào nấu, bất minh bạch nữa là vào crypto còn non kinh nghiệm thì rủi ro sẽ cao hơn mà thôi. Tất nhiên tiềm năng cũng song hành. Đồng ý với ý kiến của bạn. Mọi người thì vẫn thường hay truyền tay với nhau một cái câu nói mình cảm thấy cũng rất là kinh điển, là chúng ta không nên bỏ tiền vào những cái thứ mà chúng ta không hiểu rõ về nó. Khi mới tham gia vào á, thì ai cũng là tay non thôi. Việc mất tiền đôi khi á, là cần phải có để gì, để bạn chua cay nè, để bạn tức tối nè. Tuy nhiên thì tại sao mình nói đó là cái điều cần thiết, thì việc mất mát như vậy á, thì để bạn có thể ngồi lại để ngẫm nghĩ một chút về cách mình chơi, cách mình tiếp cận với thị trường, chứ không phải là mình chù các bạn thua đâu nha. Và việc là hiểu được cái bản chất của thị trường, có những cái kinh nghiệm rồi, hiểu được thị trường vận hành, hiểu được từng giai đoạn phát triển thì giúp cho chúng ta có những cái góc nhìn và những cái quyết định đầu tư đúng đắn để mang về những cái kết quả có lợi cho mình. Đó thì mình không có nói sâu thêm về cái vấn đề này. Tuy nhiên thì ở trên kênh cũng có rất nhiều các cái video mà CryptoLeadsVN đã làm về các nội dung về như là cá mập bơi nè, cách theo dõi chuyển động thị trường nè, hay là cách người ta thao túng thị trường ABCD vân vân, thì các bạn có thể tham khảo thêm nha. Qua 3 số phát sóng chuyên mục Q&A thông qua việc sàng lọc những cái câu hỏi, những cái comment, thì team cũng thấy được rất là nhiều những cái thư bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình cũng như là các cái chuyên mục khác của CryptoLeadsVN. Thực sự đây là những cái nguồn động lực lớn để team cố gắng ngày càng cho ra nhiều cái sản phẩm hay hơn trong thời gian sắp tới. Đồng thời thì cũng nhận được rất là nhiều cái thư góp ý liên quan đến việc là voice đọc AI, hay là hình ảnh thì là chất lượng cũng chưa được tốt cho lắm. Thì thực sự là team cũng đang trong quá trình hoàn thiện mình, cũng đang trong quá trình khắc phục, và team luôn luôn ghi nhận những cái đóng góp thực sự là tích cực như thế này. Không có gì hơn là ngoài cái lời cảm ơn từ đội ngũ CryptoLead đến với tất cả mọi người, với cộng đồng của CryptoLeadsVN. Một mặt khác thì cũng có rất là nhiều, không phải là nhiều, mặt khác thì cũng nhận được một số cái bình luận thực sự là không có tích cực cho lắm, mà mình tạm gọi nó là như là một cái food vậy đó. Thực ra thì chúng tôi làm video chia sẻ cho mọi người, và chúng tôi chưa yêu cầu mọi người làm bất cứ một cái gì cho chúng tôi hết. Tất cả những thông tin ở trên kênh CryptoLeadsVN là chia sẻ hoàn toàn miễn phí và rất là chân thành. Cho nên là những cái nội dung như vậy thì rất có thể trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ không quan tâm và sẽ không cho phép nó xuất hiện ở trên cộng đồng của chúng tôi nữa. Đó là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến những cái bạn mà có cái tinh thần, có những cái năng lượng rất là tiêu cực, và nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng của CryptoLeadsVN. Đó, và trong thời gian sắp tới thì chắc chắn CryptoLeadsVN sẽ có những cái hành động, những cái biện pháp cụ thể đối với những cái bạn tiêu cực như vậy. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của Q&A tuần này. Các bạn đừng ngần ngại gửi về cho CryptoLeadsVN những cái câu hỏi, những cái bình luận thú vị, đặc sắc, và có cơ hội nhận được những cái token CLV chất lượng của CryptoLeadsVN. Và bây giờ thì xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người ở Q&A tuần sau với những cái diễn biến, những cái nhịp đập của thị trường cryptocurrency trong tuần tới. Chào tạm biệt.